Quang Ai Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị. Thì bên trong Duy Minh thấy có khán giả đậu xe xe 7 chỗ. Innova quý cô chú anh chị đang đậu ở đây nè. Và đang đi vô mộ chú Vũ Linh để là thắp hương quý cô chú anh chị. Thì Duy Minh cũng xin chia sẻ cho bà con cô bác cùng xem ha. Cảm ơn chú ha. Chú gia tên tuổi của chú Vũ Linh. Cầu nguyện heo quý chú chị. Đây là cô Thanh Dung Hoài. Cô ấy đi. Mấy cô đi đưa đám hay gì vậy cô? Dạ. Cô đưa đám rồi sẵn cái quyến luôn ha quý cô chú chị. Về hay vậy Nam? Cô đang quay con hay gì cô? Dạ, yeah, vì con cũng đang quay cô luôn á. Dạ. Hai con cháu mình quay qua quay lại đi con. Dạ. Cô quay con quay cô hoài nha. Cái mai đẹp rồi cô. Cô đưa đám tang từ đâu lên nè cô? Ở Dĩ An Bình Dương mình ha. Dạ. Hình như là con thấy hình như là bà đúng không? Bà đúng rồi. Bà cụ. Bà cụ năm nay bao nhiêu tuổi mà bà đi rồi cô? 88 hả? Vậy là đi ở tuổi già ha. Tuổi này cũng đi vừa ha bà cô. Dạ. 88 tuổi là lớn. Nếu không nhận là nay đúng rồi. Cô thứ mấy à cô? Cô thứ mấy cô? Dạ. Dạ. Cô Tư hôm nay đi chắc đông lắm ha. Mấy xe hả cô? Dạ. Cô thứ mấy cô? À cô thứ tư. Cây mai sáng giờ cái Duy Minh quay lần này nữa là cây mai này là ba lần luôn đó quý cô chú anh chị. Ai quay cây mai thì mùa xuân rồi. Thì bà con cô bác mai là cái gọi như thế nào ha? Khi mà thấy mai mà chỗ hoa là mình biết mùa xuân đến đó quý cô chú anh chị. Anh làm cái gì? Anh làm gì? Để cho anh làm mình mới biết được. Bức lá hả? Nhìn nó khó chịu lắm. Không chịu. Cái cành kia mình bục một cái cho nó đều cái kia. Con mắt ông dữ lên. Con mắt ông nhìn khó chịu lắm. Giờ ông phải xử nó lên. Anh cắt cái đọt cái trên đó. Đúng rồi. Đúng rồi đó, cắt cái đó đó. Cắt cho nó bằng cái sao nó bằng với cái nhánh bên bự bên đây nè. Đó, ok. Trời nó. Ê từ từ cô dừng. Điều chưa? Chưa. Cắt cái ngọn nó luôn. Đúng rồi. Cắt sát luôn, sát luôn đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, điều đó. Ủa anh nắm gì có sao không? Thấy nó nghiêng qua bên luôn anh. Nó nghiêng mà. Tại hôm trước kia mình trồng nó bị nghiêng mà. Ok đẹp rồi đó, mình không cắt cắt nữa. Rồi. Rồi. Ok xong đó.
Từ đó vậy là đẹp đó. Thôi anh sẵn anh tỉ gì anh qua anh tỉa cái đầu này luôn đi. Nè cái đầu nhỏ đó tỉa ngang nó luôn là đẹp luôn đó. Ừ cho nó đều cái mai lại cho nó nhìn nó gom. Ừ. Cái mai để không đẹp. Đó. Xây lại. Để cái đó tỉa cái đó nữa lại gom á. Cắt cái méo bên đây nè. Xây lại. Đó. Cắt sát vô cái bông là ngon luôn đó anh yêu. Cắt sát cây bông. Ờ à, đúng rồi đó. Rồi bóp. Rồi. Rồi bên đây nữa gì nè. Nè. Đây đó. Ờ đó. Xong quay ấy. Ờ đúng rồi. Xong rồi cắt chỗ nhánh này luôn nè, chỗ này luôn nè. Ui. Cắt cái mình lấy cái lấy mình cộng vô nước cho nó nè. Để trên bàn cậu hiểu không? Rồi được đó anh ơi. Được rồi, ổn rồi. Cái chậu này em thấy xây lại nè, cái phần lép nó cho nó ra phía sau á. Phần lép cái này nè. Trời nó động góc á, chứ mình không thủy nó phải nghiêng ra ngoài. Lấy cái nhánh này gãy cửa. Lấy cái nhánh này vô cộng vô bình cho nó nở trên bình. Thôi kệ đi, nó nhánh gãy rồi. Không đâu, vẫn có bông mà để nó có bông vậy. Đằng này còn có báo không à? Báo. Để bày nó. Báo. Đây được rồi, tương đối rồi đó. Cành kia nó đều đó. Báo không? Mình cảm thấy cũng được rồi đó, quý chú anh chị. Nếu mà theo như nhà vườn người ta chiết, người ta chiết nhiều lắm á, ta chiết luôn cành này luôn nè, nó đều lên nè, thấy không đó, chiết cái cành này nè quý cô chú anh chị đó. Nhưng mà thôi để gì đi đó. Anh khó chịu cái này nữa không nè, anh chỉ giờ đó, có cái cành nó đang cây gai của mình mà nó khó chịu không khó chịu không hồi để đi ha, kệ cho nó có nhiều hoa nó đẹp chứ khó chịu hồi á khó chịu hồi thấy nó trống lỏng luôn chết luôn. Thôi nói chung là vậy là thấy ngon lành cành đào luôn quý cô chú anh chị. Cắn miếng mà dư cắn miếng hết trơn luôn á. Cái chia ra mà cũng như người bên nhiều bên ít á. Cá nó khôn á. Cái đó câu chuyện đó. Nhưng mình không có nhường nhau á. Cứ hơn thua đó quý cô chú anh chị. Cuối cùng ông nội kia cũng ăn hết trơn. Trọng tài ăn hết trơn. Hai kia nhanh luôn. Cười. Một buổi sáng nọ hai chú thỏ con đi lên rừng được hai cái mảnh cỏ rất là tươi ngon ha. Rồi hai anh phân chia không bằng anh cháu vô lên trong tay. Có tám mình nghĩ mình kia đi trừ. Thì mình chịu thiệt tí xíu đi. Không chịu đâu. Quá đẹp. Cuối cùng ăn hết trơn rồi còn mới nhỏ xíu hà năng. Hay chung là không có chịu nhường nhịn nhau. Chị cổ tích ha. Biết dừng đúng lúc đúng không? Cái dừng vậy. Cái dừng. Dừng. Cây mai tết. Cây mai nó không có đẹp lắm, nó cũng tương đối à. Đúng rồi. Phải như bên đây mình nói chung là bên đây nó đẹp á. Còn tương đối không chị. Lên vàng này kìa. Trong vòng tương. Ồ sáng giờ mà nó thấy lạ luôn đó. Hồi sáng giờ mà em thấy cái nó chớm nở ra luôn đó quý chú chị. Ha, sáng giờ là em thấy lạ luôn nè. Ra. Đó nó bung ra quý chú chị. Đó, hé nụ đầu tiên nha. Đó, vậy là ngày mai nữa là có những cái nụ tiếp theo nữa quý chú chị. Đó em bung ra đâu cô chú đó, gần là thấy được sao quá nó. Đó cô chú. Đó nó vàng vàng đó. Đó quý chú chị. Lắm nha, vô quay sai vậy cho con này cô chú đó. Nhiều lắm nha. Thì Duy Minh cũng xin kết thúc video tại đây ha quý cô chú anh chị. Mong bà con cô bác cảm ơn bà con quá rất nhiều đã xem video của hết video của Duy Minh. Bà con cô bác xem video nếu cảm thấy video có ý nghĩa đừng quên nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh Duy Minh ha. Để Duy Minh có cái động lực chia sẻ tài màu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho bà con cô bác cùng xem mỗi ngày ha. Quý cô chú anh chị, bây giờ Duy Minh xin chào và hẹn bà con lại một video tiếp theo ạ.